Chào mọi người nha. Hôm nay chồng mình chơi lớn. Chơi đi mua nguyên cái đầu heo luôn. Trời ơi, ăn cái ngã nào mà hết. Nhìn ngon quá trời luôn rồi nè. Trời ơi, nó giòn coi nè. Nè, nó kèm nước sốt vô nha. Mọi người coi cái dưới này coi. Người ta hỏi có chặt không? Không chặt, nó để cho vợ về nhà, cho vợ mình chặt nha các bạn. Chặt nổi đầu heo nè. Giờ mình chặt cái đầu heo này. Wow. Đầu heo 20 đô nha mọi người. Bây giờ mình chặt cái đầu heo này nha mọi người ơi. Bà gì ơi, con mời bà gì cái đầu heo này nè bà ơi. Để bà gì nó ăn không mời bà gì đi chơi. Kẻ ra, kẻ ra làm đôi. Wow. Nó giòn. Làm tư. Nhìn nó làm tư. Thẻo thịt chưa? Lần đầu tiên em chặt đầu heo á. Không biết sao chặt lại à. Cái đầu heo là anh Tư á đi về mua cái này nướng á, anh nó bán á, chỗ bán nướng bẹ một cái máy gì mà 20 ngàn. Ớt nướng gì á dễ hả? Trước khi em đi qua đây nè, cái anh mua 5-6 cái gì về hãy em ngồi em cạp anh chơi không vậy. Thơm không? Má, cho gì vậy? Ừ. Thịt thơm luôn. Ăn con mắt không nha? Mắt gì xí rồi? Gì xí con mắt. Tay mình phải khứa ăn gì đó. Rồi mình cuốn dao mình ăn. Đủ ăn rồi, cắt cái là được rồi. Cái sao? Sẵn tay chặt luôn.
lâu rồi nữa tí nữa. Con cái đầu sáng cơm hết luôn. Cơm luôn hả? Con mua nè ở sắt nè. Cái chỗ hốt mình đó. Hốt kinh hả? Ừ? Ở đường hốt kinh đó hả? Phở Minh á. À Phở Minh. Rồi xong, bây giờ mình chặt heo quay xong rồi nha. Cái đầu heo là mình chặt được hai dĩa nè. Bên này. Bên này. Mình đang kèm với một thau rau này. Rau chua, rau xà lách nè. Rau chua với rau cải này là mình bẻ ở ngoài vườn á. Rau nhà luôn. Ăn với nước mắm tỏi ớt nha. Rồi bây giờ xin mời cả nhà cùng ăn với gia đình mình nha. Mát gì đâu. Quá đã. Mời cả nhà nha. Bà dì ơi, con mời bà dì đi ăn một miếng với con nha. Bà dì con ở bên Mỹ á. Coi. Dĩa đi. Tôi còn như thôi. Cắt cái nó mới ăn da da non đúng rồi, mà không cắt cái già hoài à, cắt bỏ luôn không ai không ai nên cắt bỏ để cho nó già non.
lâu
sáng nhẹ không? Nhẹ quá à. Ăn mặn luôn thi ngày thứ nhật sao ta? Thi này thi chuyên mà anh đâu có tính anh hai ơi đâu có vô trường chuyên trường chuyên nào không? Đó. Nếu mà vô trường chuyên á, nếu mà người vô trường chuyên á, là cái gì cũng tiền học phí, tiền gì mà không cần phải lo. Xin chào tạm biệt các bạn ở clip này nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Bye bye.